number two. That's a good outcome. I like this one. Cái khoai tây đó tươi hơn. Hi Cao and hi Wilson. Okay, hôm nay em sẽ ăn hai món Big Mac của McDonald's, và món này là Big Mac 5 đồng và món này là cái McDouble với Big Mac sauce 2 đồng, rất rẻ hơn. Và em sẽ thử món 5 đồng. Rất là ngon, ok. Ok, so món Big Mac 5 đồng rất là ngon, và em bây giờ em sẽ thử món 2 đồng. So hai món này rất I forgot how to say it. They taste the same. They taste giống nhau cơ, ok. And this one is a lot cheaper. Cái này là 2 đồng và cái này là 5 đồng. And em không có tiền, so em sẽ mua cái 2 đồng. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử nước secret menu của Starbucks. Wow, okay, so on my side, I have the sneaker cappuccino. Cái món này thấy nó rất là ngon và có nhiều màu. Okay, còn nước này, this is a serious strawberry frappuccino with one pump classic and one pump peppermint. Drink it. Giống như candy của Tết, the Chinese New Year candy. Insert picture if you can. You're not even gonna say I'm gonna try it. You gotta be like I'm gonna try it now. Yo, that's good. Okay, that's rất là ngon. Okay, I can taste the chocolate, but it tastes like Snickers. Go. It tastes like strawberries. Actually, tastes like Snickers. Ngon không? Cut them. Dark. I mean, sure. I want to try it. Hey yo. Oh wait, where's the second straw, Kim? It tastes like, it doesn't really taste like Snickers, it just tastes like chocolate. Isn't it that good? I mean, that's better than that one. Oh my god! I guess that one's a better one. That's so good! Right? Oh, shit. I don't hate it. Hi, Wilson. Thanks for joining us! Oh, my book binder! I'm just kidding. Oh. Yeah. I'll edit that out. Cool. Okay. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn khoai tây chiên của McDonald's. Mình order một cái có muối, một cái không có muối. Kim không biết khi nào có muối. Ăn thử nhé. Number one. Wait, pause. Dude, mine have to be like, you'd have to say give me a napkin.